Xin chào bạn, mình là Tính đây. Chào mừng các bạn trở lại kênh Thuật Hạc Hay Vlog. Hôm nay thì mình xin chia sẻ tới bạn cách viết tiếng Việt trên điện thoại Android. Thì thông thường các bạn sử dụng các cái điện thoại Android thì các bạn chưa có cái trình kề đặt sẵn để các bạn có thể viết được chữ tiếng Việt. Nhất là những cái điện thoại mà các bạn nhập khẩu từ nước ngoài về, nó không có phần viết tiếng Việt cho chúng ta. Để cài đặt cái phần viết tiếng Việt thì rất là đơn giản, các bạn có thể lên mạng tải cho mình cái phần mềm La Bàn Key bằng cách các bạn vào CH Play, tải là La Bàn Key đó, các bạn cài về. Ở đây mình đã cài rồi cho nên mình sẽ ấn mở để chúng ta có thể cài đặt cái mục này. Các bạn sẽ vào cái phần mềm và chúng ta sẽ ấn vào kích hoạt bàn phím và chúng ta sẽ bật cái La Bàn Key này lên. Nó hiện cái thông báo là phương thức này có thể thu nhập tất cả các văn bản dữ liệu của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân, mật khẩu, số thẻ tín dụng, phương pháp nhập từ ứng dụng và La Bàn Key sử dụng phương pháp này nhập này. Thì các bạn có thể yên tâm hoàn toàn sử dụng cái phần mềm này nhé. Các bạn ấn OK. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ điền vào cái mục La Bàn Key bên dưới này để kích hoạt nó lên. Ở trong cái mục này các bạn có thể chỉnh sửa một số các cái phần như là cái hình nền viết này, không chữ này, giả sử như mình muốn chọn không này đi. Các bạn ấn vào tải về đó, chủ đề này đã được áp dụng. Tiếp theo đó thì mình sẽ ra vào lại cái tin nhắn nhé để viết tin nhắn cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy cái chữ của mình, cái phông chữ của mình đã bị chuyển đổi như thế này. Và các bạn có thể viết bằng cái viết tắt bằng cái chữ viết này đây. Đó. Thì các bạn có thể viết được tiếng Việt, giả sử mình viết là viết tiếng Việt. Rất là đơn giản. Tiếp theo nữa thì các bạn có thể vào phần cái là phần La Bàn Key này để cài đặt một số các cái chức năng cho cái điện thoại chúng ta. Thì các bạn vào cái mục cài đặt này và các bạn sẽ vào cái mục gõ tắt này. Các bạn ấn và bật cái gõ tắt lên để cho chúng ta có thể gõ tắt một số các phím mà chúng ta thường hay gõ. Tiếp theo là cái mục sửa lỗi. Thì các bạn có thể bật cái mục sửa lỗi này lên hoặc là tắt cái sửa lỗi này đi. Thì cái này nó khá tự động sửa được một số các lỗi chính tả cho chúng ta. Thì các bạn thường xuyên viết tiếng Việt có dấu quen rồi thì các bạn để ở mức linh hoạt. Còn giả sử như các bạn thích gõ tự nhiên, các bạn không muốn nó tự động sửa lỗi thì các bạn tắt nó đi cũng được. Ok. Giờ trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn cách để viết tiếng Việt trên điện thoại Android. Nếu các bạn thấy hay mà bổ ích thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn. Sau khi các bạn đã vào được YouTube thì các bạn ấn vào cái mục thanh bên này. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái YouTube này lên. Nó sẽ có cái mục ghim ở đây cho chúng ta. Các bạn chỉ cần kích vào đây. Ở đây nó có hiện là màn hình đã được ghim, thao tác của bạn sẽ duy trì hiển thị màn hình cho đến khi các bạn bỏ ghim, chạm để giữ, chạm và giữ quay lại để bỏ ghim. Thì nó yêu cầu các bạn phải chạm và giữ quay lại cái phím quay lại này để bỏ cái mục ghim này đi nha các bạn. Đây, nó hiện đã ghim màn hình đây. Bây giờ các bạn không thể thoát ra được này. Nó sẽ bị ghim ở đây và các bạn chỉ cần ấn và giữ phím này là nó có thể bỏ được cái mục ghim màn hình. Sau khi các bạn đã bỏ được cái mục ghim rồi, chúng ta sẽ ấn thoát ra ngoài. Cái mục tiện ích thứ hai mình muốn chia sẻ tới các bạn là các bạn có thể chặn các cái thông báo từ những cái ứng dụng rác không cần thiết, hoặc là những cái thông báo từ những cái ứng dụng giống như Facebook, Messenger hoặc là một ứng dụng nào đó mà nó liên tục gửi về cho chúng ta làm phiền chúng ta.
Thì các bạn có thể tắt các cái thông báo này đi, đơn giản bằng cách các bạn vào phần cài đặt này. Ở tiếp theo đó các bạn sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ điền vào cái mục thông báo ở đây. Ở các cái mục thông báo này các bạn có thể thấy những cái ứng dụng nào mà nó có thể được thông báo ở trên điện thoại. Ở đây mình lấy giả sử như là cái Facebook này nhá. Thì các bạn có thể điền ở mục này là ghi đề không làm phiền. Ở đây mình đã ấn từ trước rồi. Các bạn sẽ bật nó lên như thế này để ghi đề không làm phiền. Như vậy thì các cái thanh thông báo nó sẽ không thể hiển thị ở và nó không có chuông với cái điện thoại chúng ta. Và các bạn cũng có thể tắt hoàn toàn nó đi bằng cách ấn vào đây. Và chúng ta sẽ kéo hết cái thanh này xuống đây. Nó ở đây nó ghi là không bao giờ hiển thị thông báo từ ứng dụng này. Như vậy thì các bạn không bao giờ có bị thông báo ở trên cái thanh này cũng như là không có rung chuông gì hết. Các bạn có thể vào xem thông báo bằng cách vào lại Facebook và có cái mục thông báo, con ấn vào thông báo thế là xong. Ok. Cái tiện ích tiếp theo nữa là mình muốn chia sẻ tới các bạn là hạn chế sử dụng dữ liệu. Thì các bạn dùng một số các ứng dụng linh tinh giống như là Facebook, Messenger, Zalo hoặc là YouTube, một ứng dụng nào đó, để các bạn đã cấp quyền cho nó sử dụng Internet rồi thì nó sẽ bật liên tục và nó sẽ cập nhật những cái thông báo linh tinh trên mạng về, làm cho chúng ta mất rất là nhiều dữ liệu mà chúng ta không cần thiết. Để hạn chế sử dụng cái dữ liệu này thì các bạn có thể vào phần cài đặt này. Và chúng ta sẽ ấn vào cái mục sử dụng dữ liệu để chúng ta có thể tiết kiệm cái dữ liệu tác độ cao cho chúng ta. Thì các bạn ở đây có thể thấy mức sử dụng dữ liệu của mình là 3,4GB. Thì ở phần bên dưới này có cái trình tiết kiệm dữ liệu này, các bạn bật nó lên. Ok. Như vậy là các bạn đã bật được cái trình tiết kiệm dữ liệu này, nó sẽ tiết kiệm dữ liệu cho chúng ta. Và tiếp theo nữa thì các bạn có thể điền xuống cái mục của hạn chế của mạng này. Không, các bạn điền vào cái mục dữ liệu di động này. Các bạn có thể thấy những cái ứng dụng nào có nhiều, nó đã sử dụng nhiều cái dữ liệu của chúng ta. Ở đây cái cốc của mình đã ngốn của mình mất 1,47GB này. Các bạn có thể điền vào cái cốc này, các bạn có thể tắt cái sử dụng dữ liệu này đi. Như vậy cái cốc này nó không còn được phép sử dụng dữ liệu nữa. Các bạn không phải lo là nó sẽ ngốn của chúng ta nhiều cái dữ liệu mạng mà ngốn nhiều cái tác độ cao của chúng ta. YouTube cũng vậy. Ok, tiếp theo thì các bạn có thể vào cái hình bánh răng bên trên này này, để các bạn có thể cài đặt giới hạn dữ liệu và chu kỳ thanh toán. Giả sử như là các bạn phải thanh toán cái tiền mạng của tháng 9 này đi. Thì bây giờ hiện tại đang là tháng 8 thì các bạn đặt ở tháng 9. Các bạn ấn vào thiết lập này. Thì tháng 9 thì nó sẽ giới hạn, và giới hạn dữ liệu là giới hạn bao nhiêu GB thì các bạn đặt ở đây là bao nhiêu GB. Ở đây giả sử như là cái có tác độ cao của mình có 4GB mà mình muốn tiết kiệm từ 2GB trở đi thì mình sẽ đặt là 2GB. Sau đó mình ấn xong và thiết lập. Đó, như vậy là cái ở trên này đã có thông báo đã đặt giới hạn dữ liệu dư độ. Dữ liệu sẽ tạm ngừng phần còn lại, thì có nghĩa là cái dữ liệu của chúng ta sẽ bị ngưng từ mức 2GB trở đi, cho chúng ta biết là chúng ta chỉ còn 2GB dữ liệu tác độ cao nữa thôi, chúng ta đã dùng hết 2GB rồi. Ok. Tiếp theo nữa là mình chia sẻ với các bạn cách để viết viết tiếng Việt trên điện thoại Android. Thì thông thường một số các cái dòng máy giống như là Samsung và một số các dòng máy khác, Oppo và iPhone, iPhone thì mình không nói nhé, iPhone là của iOS rồi, thì nó không được tự động cài đặt viết chữ tiếng Việt trên cái ứng dụng của chúng ta, các bạn không thể viết được tiếng Việt ở trên điện thoại.
thì các bạn muốn viết được tiếng Việt thì các bạn cần phải tải cho mình cái phần mềm la bàn key, la bàn key này. Ở đây mình đã tải rồi, các bạn có thể lên sẽ play tải về. Ở đây thì mình đã lúc nãy mình vừa mới tắt dữ liệu internet rồi, bây giờ mình sẽ đã đặt giới hạn dữ liệu di động. Ok, các bạn vào lại cái cửa hàng Google này, các bạn điền là la bàn key. Đây, các bạn ấn cài đặt về. Ở đây mình đã cài rồi nhé. Tiếp theo đó các bạn chỉ cần ấn vào cái la bàn key này và các bạn sẽ cài đặt nó để cho nó viết được chữ tiếng Việt. Ok, đơn giản vậy thôi các bạn. Thì các bạn trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn 5 mục hữu ích trên Android mà chúng ta sử dụng Android nên biết. Thì nếu mà các bạn thấy hay mà bổ ích thì nút like đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào hàng ạ.